Chào mừng Chào tất mừng tất cả cả các các bạn bạn đã đã đến đến với với kênh kênh AI AI Video. Video. Thì Thì giờ giờ mình mình sẽ sẽ quay quay một vòng vòng cái cái khuôn khuôn viên viên và và những những cái cái cây cây xanh xanh đó đó ở ở đền đền Hào Hào Bác Bác cho cho các các bạn bạn xem xem ha. ha. Rất là Rất là đẹp đẹp luôn. luôn. Bây Bây giờ giờ mình mình sẽ sẽ vừa vừa đi đi quay quay mà mà mình mình cũng cũng quay quay cho cho các các bạn bạn xem. xem. Ở Ở đây đây có có những những cái cái lưỡi lưỡi tre tre đó, đó, là là những những cái cái lưỡi lưỡi tre tre rất rất là là điện thoại điện quay thoại nét quay dữ nét ra. dữ Điện ra. điện Điện thoại thoại quay quay nét nét dữ dữ ha. ha. Xịn. Xịn. Rồi. Rồi. Thường Thường là là bên bên đây đây thì thì có có một một số số cái cái thân nè, cây cây nè, nè, lớn lớn nè. nè. Cái Cái khuôn khuôn viên viên của của những những cái cái khu khu vực vực này này thấy thấy không? không? Cây Cây lớn lớn rất rất là là nhiều nhiều luôn. luôn. Từ Từ xa xa ra. ra. Và Và kim kim quýt. quýt. Ủa, Ủa, cái cái cây cây cọng cọng nó nó lớn lớn ở ở một một mình mình thôi. thôi. Cái Cái gốc gốc cây cây cọng cọng kìa. kìa. Tiếp cây cọng không? Không? Ở Ở trong trong đó đó là là nhà nhà trưng trưng bày. bày. Đâu Đâu có có vô vô được được đâu. đâu. Tầm Tầm 1 giờ1 giờ mới mới mở mở cửa cửa thôi thôi chú. chú. Đây là Đây là những những cái cái cây cây cọng cọng nữa nữa ha. ha. Những Những cây cây cọng cọng rất rất là là to to luôn. luôn. Đó Đó là là trong trong đó đó là là nhà nhà trưng trưng bày. bày. Đây. Đây. Một Một cái cái cây cây cọng cọng rất rất là là to, to, cái cái rễ rễ rất rất là là lớn lớn luôn. luôn. Đây Đây nè, nè, các các bạn bạn có có thể thể nhìn nhìn thấy thấy ha. ha. Cái Cái nhánh nhánh của của nó nó nè. nè. Ví Ví dụ dụ bên bên trong trong đây đây là là cái cái mình mình của của nó nó rất rất là là to, to, nó nó xù xù xì xì ra ra như như thế thế này này nè. nè. Này Này có có thể thể thấy thấy nha. nha. Ừ, Ừ, cái cái này này chắc chắc là là phải phải rất rất là là nhiều nhiều người người ôm ôm mới mới được được mới mới hết hết cái cái này này chứ. chứ. Không, Không, giống giống như như nó nó có có cái cái hốc hốc hay hay hàn hàn ở ở trong trong luôn luôn á, á, cho nên cho là nên các các bạn bạn có có thể thể thấy thấy là là nát nát của của nó nó luôn luôn á, á, nát của nó không. Quay Quay phim phim coi coi mấy mấy phim phim mà mà hấp hấp dẫn dẫn nó nó quay 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 gì gì là là Ấn Ấn Độ. Độ. Rồi. Đây. Bên trong Trong đó đó nhà nhà trưng trưng bày bày mà mà chưa chưa mở mở cửa cửa cho cho nên nên không không có có vô vô coi coi được. được. Đó Đó là là lũy lũy tre tre nè. nè. Ở Ở bên bên đây đây có có nhà nhà gì nè. Đi một Đi vòng. một Ở vòng. đây Đây có có một một cái cái góc góc này này rất rất là là đẹp đẹp ha. ha. Trong Trong cái cái khuôn khuôn viên viên đó đó rất rất là là đẹp đẹp nha nha mấy mấy bạn. bạn. Mình thấy Thấy cây cây cọng cọng to to nè. nè. Cây Cây vàng. vàng. Đó. Đó. Nhiều Nhiều cây cây cối cối á. á. Không. Mình đó Đó là là đền đền thờ thờ Chúa Chúa Tể Tể Thành Thành Phố Phố Hồ Hồ Chí Chí Minh. Minh. Giống Giống như như là là có mở mở cửa. cửa. Giống như Giống như có có cái cái giờ giờ đó đó người người ta ta đóng đóng cửa, cửa, người người ta ta mở mở cửa. cửa. Cái đền Đền thờ thờ rất rất là là đẹp đẹp đó đó các các bạn. bạn. Thấy cái đền thờ không? Cây niên tùng mai chiếu thủy uống sữa cây ha. Ơi Ơi con con chim chim gì gì kìa, kìa, cái cái đuôi đuôi nhảy nhảy sọc sọc kìa. kìa. Chim gì ta? Kìa cái đuôi nó Nó nhảy nhảy sọc sọc không không kìa. kìa. Ấy. Hát kìa. Không. Hai ba Ba con con giống giống như như hôm hôm qua qua đi đi á. á. Đền thờ Chúa Tể Thành Phố Hồ Chí Minh. Không Không có có gì gì quý quý hơn hơn độc độc lập lập tự tự do. do. Đây Đây có có rất rất là là nhiều nhiều cá cá người người ta ta bán bán nè. nè. Ôi, Ôi con con rùa rùa này này á. á. Nhạc cụ, những cái Những nhạc cái nhạc cụ cụ ha. ha.
Ôi, cá tê tượng nó to kìa. Tê tượng nó to. Rồi con rùa nó. Không, mấy bạn có thể thấy nè. Rùa bự chà bá luôn. Mấy con cá tê tượng. Đây là những cái nhạc cụ mà chúng ta gọi. Cá tiếng nè. Nó kêu. Đây là một số cái âm vang điện biên phủ. Cá. Giúp coi. Ủa con cá nó dài sọc kìa. Cá cái gì á? Quá chừng luôn. Thừ mấy con cá. Rất là nhiều cá luôn nha. Cá chép nữa kìa. Bên đây là một số này. Hơi rùa nằm lên kìa. Cá tê tượng bự. Ôi ôi con cá nó bự trắng luôn kìa. Đang thừa lùi luôn. Cái tư tưởng bành kia con nó chiên cái chảo. Trời ơi trời ơi. Con cua thật là nhỏ bé. Con cua bên bờ. Bên trong đây thì có cá rất là nhiều. Rùa con bỏ tay xuống. Có đây, đèn con nè. Trời trời trời. Thấy tượng nè. Rùa nữa kìa. Rồi con cá cái đậu. Ơi. Không. Các bạn thấy khiếp không? Có cái con rùa bên hồ. Thì vừa rồi mình cũng đã quay cho các bạn xem là những cái con rùa. Những con rùa, con cá rất là to trong hồ nè. Ủa cái tay tượng bành 5-4 số con luôn mấy bạn. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.